túi bằng da nhỏ nhắn được lăng xê ở thập niên 1990 đã trở lại với nhiều mẫu mã chất liệu phong phú. Túi yên ngựa là một trong những chiếc túi biểu tượng của Dior do John Galliano thiết kế. Năm 1999, ông trình làng mẫu túi xách nhỏ hình quả thận với chữ D màu vàng ở dây trong bộ sưu tập xuân hè 2000. Hình dáng độc đáo, kích thước nhỏ gọn, chiếc túi nhanh chóng gây sốt trong làng mốt đầu những năm 2000. Món đồ trở nên nổi tiếng hơn khi nhân vật Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Parker thủ vai dùng nó trong Sex and the City. Sau 19 năm, giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri bất ngờ lăng xê trở lại món đồ này trong bộ sưu tập thu đông 2018. Tôi nghĩ bộ sưu tập này sẽ là cơ hội để làm sống lại vẻ đẹp vượt thời gian của túi yên ngựa. Tôi coi biểu tượng này trong lịch sử của Dior là phụ kiện hoàn hảo để bất cứ ai cũng có thể dùng nó trong cuộc sống hàng ngày. Thật thoải mái với chiếc dây dài, vóc dáng nhỏ gọn khiến bạn đeo mà quên mất rằng nó ở đó. Nhà thiết kế người Italy phát triển mẫu túi đa dạng hơn trước. Chất liệu màu sắc được xử lý kỹ càng tạo nên các phiên bản khác biệt, giúp các tín đồ có thêm lựa chọn. Với dòng da trơn, túi yên ngựa có màu đen và đỏ là phổ biến. Nhiều ngôi sao, blogger thời trang đón nhận như tên món phụ kiện, có giá 345 đô la Mỹ, tức là hơn 8 triệu đồng trở lên. Elsa Hoss là một trong những người đẹp theo đuổi túi yên ngựa. Người mẫu chọn túi bản có chi tiết trang trí màu neon, kết hợp với áo vest bốt cao trên gối với mốt không quần. Phong cách đơn giản được chân dài Bella Hadid lựa chọn. Người đẹp chọn túi denim đồng điệu với quần cạp cao sơ mi trắng.